Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay thầy sẽ dạy cho các bạn một số ngành kinh tế mũi nhọn ở Bình Định. Thì học xong chủ đề này thì chúng ta phải biết được một số ngành nghề kinh tế ở Bình Dương và nêu đặc điểm của một số ngành nghề đó. Thứ hai là chúng ta phải trình bày được những phần là khó khăn của các ngành kinh tế ở Bình Định. Và ở trong ngành kinh tế đó thì chúng ta phải xác định được đó là Bình Định đang phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn nào và vì sao lại như vậy. Và chúng ta phải biết liên hệ tế để giới thiệu đặc điểm và tiềm năng phát triển trong thời gian tới của các ngành nghề kinh tế ở địa phương mình đang sinh sống. Rồi, và mục đích của bài này là con phải biết được đó là ở tỉnh của mình là có những ngành kinh tế nào, và đó cũng chính là cái định hướng để sau này con chọn cái nghề nghiệp ở trong tương lai. Rồi, đây là một số nghề nghiệp cơ bản. Rồi, cái này bạn tự làm ha. Nghề đấy, nghề dệt may, nghề đấy du lịch gì đấy, chăn nuôi gia súc, dệt vải, chế biến lương thực thực phẩm, hàng không. Rồi, đặc điểm tự nhiên, điều kiện tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế ở tỉnh Bình Thuận, ở tỉnh Bình Định. Rồi, thì ở tỉnh Bình Định của mình là nó có các huyện sau đây. Nhất đó là ở tỉnh Bình Định mình có một thành phố và hai thị xã. Thị xã thì gồm có thị xã An Dương và thị xã Hòa Nhơn. Còn hầm mòi phố là thành phố Quy Nhơn và các huyện, ví dụ như huyện Vân Canh, huyện Tuy Phước, huyện Tây Sơn, huyện Phù Cát, huyện Phù Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Hoài Ân, huyện An Lão, và ở phía Bắc Bình Định là Quảng Ngãi, ở phía Nam Bình Định là Phú Yên, về phía Tây là Gia Lai, đúng không? Rồi, con có biết đó chính là Bình Định là một trong năm tỉnh của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Nó nằm ở trung tâm của giao thông Bắc Nam. Bình Định là thuộc khu vực vùng duyên hải Nam Trung Bộ, với đầy đủ các loại giao thông gồm đường bộ nè, thấy đường bộ chưa? Đường bộ đây. Rồi, với đường sắt, đường sắt cả cái đường đang chạy heo này nè. Và đường sắt thì qua Bình Định có khoảng 8 ga vậy. Rồi, và có cả đường thủy là có cái con sông, ví dụ như con sông, nó có 4 con sông, thì trong đó có con sông sông Lại Giang, rồi sông La Tinh, rồi sông Cô, vân vân. Và có cái đường hàng không là cái cảng sân bay Phù Cát ở đây, này sân bay Phù Cát. Còn đường thì có đường sắt, đường quốc lộ và đường tỉnh lộ. Và ở Quy Nhơn có một cái cảng biển gọi là cảng biển Quy Nhơn, cảng biển ở đây. Thì cái cảng biển quốc tế Quy Nhơn là cửa ngõ của cảng biển duy nhất và thuận lợi nhất của Tây Nguyên. Thì cảng biển Quy Nhơn nó gắn liền với cái vịnh Thị Nại. Được coi như là có vị trí cái là quan trọng để cho mà Bình Định có thể nhiều lợi thế hơn để mà phát triển kinh tế và giao lưu kinh tế trong khu vực và quốc tế. Địa hình của tỉnh đa dạng, bao gồm đủ luôn, đồi núi, đồng bằng, biển, hải đảo, khí hậu nóng ẩm, nên của tỉnh khá đa dạng. Thứ hai là khí hậu nóng ẩm nhưng mà cũng khá là gắt, cũng khá khó chịu. Và cái thứ hai là có nhiều sông ngòi và có nguồn tài nguyên rất là phong phú. Về dân á, thì trong đó có 50 người chia ra trong mỗi tuổi lao động, cho nên cái nguồn nhân lực của Bình Định cũng nó khá dồi dào. Rồi, về văn hóa thì Bình Định còn là một địa phương có bề dày chuyển hóa lịch sử văn hóa
rất là phong phú và đa dạng. Tất cả những điều kiện tự nhiên sau đó đã là cái tiềm năng lợi thế để mà Bình Định phát triển các ngành kinh tế, ví dụ như nông nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các loại hình kinh tế khác. Nhưng tuy nhiên bên cạnh thuận lợi thì Bình Định cũng gặp nhiều khó khăn. Nhất đó là tài nguyên khoáng sản ít là một. Thứ hai đó là chịu nhiều thiên tai, có nhiều thiên tai nhất. Thứ ba đó là nguồn nhân lực chất lượng cao còn ít. Thứ tư là cơ sở hạ tầng phục vụ còn phát triển chậm, còn thiếu thốn và chậm. Ở cái câu hỏi tiềm năng thì hồi nãy đã trả lời đây là tiềm năng này. Đây là tiềm năng hay chưa? Rồi, còn đây là khó khăn. Các bạn hãy nhớ thêm. Đây. Rồi, hồi nãy đã phân tích cái khó khăn không? Đây. Rồi, các ngành kinh tế mũi nhọn của Bình Định, các bạn liệt kê các ngành kinh tế mũi nhọn bao gồm các ngành gì ạ? Thứ nhất là ngành gì? Du lịch là một. Thứ hai là ngành gì ạ? Thứ hai là ngành ngư nghiệp, tức là đánh cá là một cái ngành kinh tế mũi nhọn. Rồi thứ ba là nông nghiệp. Thứ tư là giao thông vận tải, dịch vụ trạm và logistic. Rồi thứ năm là công nghiệp. Như vậy ở Bình Định có 5 ngành kinh tế mũi nhọn. Rồi về du lịch thì Bình Định có một cái đặc điểm rất là hay để phát triển du lịch, cho nên chính bây giờ vì sao mà ở Bình Định du lịch luôn luôn đứng đầu là sao vậy? Nhất đó chính là Bình Định là nơi có rất nhiều di tích lịch sử văn hóa và rất nhiều danh lam thắng cảnh và rất nhiều cái cảnh đẹp. Người ta cũng có thể nói rằng ở miền Trung là nơi tập trung rất nhiều cảnh đẹp, nhất là cảnh biển là một. Thứ hai là đó chính là di tích lịch sử. Và đối với vậy, Bình Định là nơi tập trung rất nhiều cảnh đẹp ven biển, nhiều cảnh đẹp, nhiều nơi đẹp và rất nhiều di tích lịch sử, ví dụ như bảo tàng Quang Trung. Cái này là ở xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, thì mình định cái này các bạn đi từ Quy Nhơn, các bạn đi về phía tây theo quốc lộ 19. Rồi cái hai là eo gió này. Thứ hai là eo gió là một eo biển của xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn, gọi là eo gió tại vì eo này là theo tương truyền, eo này là eo hút gió, cái này gọi là eo gió. Rồi đó. Thứ ba là chùa Ông Núi. Cái chùa này nằm ở Phù Cát. Cái chùa này là mỗi lần là cứ đến dịp Tết hay là các dịp lễ quan trọng thì người ta thường đến chùa núi, và cái chùa này rất là linh, rất đình thiên. Và thương truyền cái ngôi chùa này đã có khoảng chừng hơn 300 năm tuổi, và cứ đến 25 tháng Giêng âm lịch thì người dân đến chùa để cầu tài cầu lộc. Thứ tư là bài tròi thì ở bài trước đó đã có hướng dẫn cho nên là không có nhắc lại này. Và Bình Định là một trong 3 địa phương là có ông bà trò lâu giờ bảo trị mạnh nhất. Rồi, nhưng mà bà trò bảo trị mạnh nhất là ở Phú Yên và Bình Định, cho nên là bây giờ là cái khu vực Bình Phú, Bình Định và Phú Yên là nơi là phát triển bài tròi. Đấy. Lịch sử các bạn có thể kể thêm, ví dụ đây là đại bí thư, di tích chiến thắng đèo Nhông Dương Liễu. Cái di tích chiến thắng đèo Nhông Dương Liễu nó nằm ngay cái đụng lộ cái chỗ khu vực gần thị xã Bình Dương của huyện Phù Mỹ. Thắng cảnh đền ráng nó nằm ở chỗ gần cái phường đền ráng của phố Quy Nhơn, điểm hầm hô ở Quy Nhơn, ở huyện Tây Sơn, bãi biển Trung Lương ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát. Rồi lễ hội thì có lễ hội Đống Đa tổ chức vào mùa 5 âm lịch tại đền thờ Bảo Tâm Quang Trung. Lễ hội đuổi nước mặn Phước Quang đi Phước nào hãy giới thiệu chi tiết về lễ hội này. Làng nghề thì có làng nghề dệt chiếu cói ở thị xã Hòa Nhơn, ở huyện Hòa Nhơn, của xã Hòa Châu Bắc của huyện Hòa Nhơn. Nón ngựa Phú Gia, lễ hội cẩm Hà Ri, làng mai Nhân Nam. Làng nghề truyền thống thì nghề thống hiện nay
duy trì, và đó chính là, và đó cũng chính là một cái gợi ý khi mà các bạn lớn, các bạn chọn nghề, bạn chọn nghề nghiệp, các bạn hãy chọn cái nghề này. Hay là các bạn chọn nghề truyền thống để mà các bạn thể kiếm thu nhập, và các bạn phát huy cái truyền thống nghề nghiệp của tỉnh tỉnh Bình Định. Rồi điểm là tâm linh này, hồi làng sông và chùa Thập Tháp và rất nhiều cái hấp trăm. Bây giờ hiện nay Bình Định có khoảng 8 hấp trăm là vẫn còn hiện hữu, và Bình Định nó còn có rất nhiều cái thành rất lớn. Bình Định nó có ba cái thành hiện nay người ta vẫn đang khai thác, trong đó có thành Đồ Bàn, và thành Cha, và hoạt động du lịch hàng năm đóng góp vào GDP của tỉnh Bình Định là 17,9%. Rồi một đặc điểm nổi bật của du lịch tỉnh đó là phát triển nhiều loại du lịch, ví dụ du lịch di tích lịch sử, một du lịch nghỉ dưỡng, đó chính là các bạn về sinh thái có, về tâm linh có luôn đó, chị bạn làm về truyền thống có. Ngư nghiệp ở Bình Định thì ngư nghiệp hay còn gọi là ngành đánh cá hay đánh bắt hải sản, đó chính là cái ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bình Định. Hiện nay Bình Định nó có đội tàu đánh bắt xa bờ rất lớn với năng tổng tầm 100 tàu một năm và hơn 100 cơ sở cung ứng nghề cá, hàng chục cơ sở doanh nghiệp thu mua nghề ăn nước. Đây là một khu neo tàu ở Tam Quan, Quy Hòa Nhơn. Do là nằm cạnh biển cho nên là ở Bình Định là có nhiều lợi thế để mà phát triển ngành kinh tế biển, ngư nghiệp gọi là ngành kinh tế biển. Cái là một trong những chiến lược để mà phát triển ngành kinh tế biển. Và đặc điểm của ngành ngư nghiệp đó chính là ứng dụng khoa học kỹ thuật và trong đánh bắt trong thủy sản, và một biển rõ nhất đó chính là những cái mô hình nuôi thủy sản an toàn và áp dụng thực trong đánh bắt chế biến xuất khẩu cá ngừ. Rồi một điểm hai, một cái ngành trong thứ ba đó chính là ngành nông nghiệp. Rồi nông nghiệp thì ở Bình Định thì ruộng đồng là bao la, cho nên là một trong những cái cách mà Bình Định làm đó chính là Bình Định đã xây dựng những cái cánh đồng mẫu, những cánh đồng tiên tiến tập hợp lâu dài doanh nghiệp để bảo tiên mẫu cho mình nhất 10 năm. Rồi và Bình Định cũng đã làm được, xây dựng được những vùng chăn nuôi heo bền vững tại Hoài Ân, ứng dụng công nghệ cao trong việc chăn nuôi, phát triển các mô hình trang trại chăn nuôi bò. Này, mô hình chăn nuôi là một, thứ hai là phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn. Như vậy cho nên là sản phẩm sản xuất nông nghiệp ở Bình Định luôn luôn phát triển toàn diện, và năm 2021 thì đã tăng lên 2,94%. Rồi giao công cảng logistics trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện nay có 6 cái cảng biển lớn, trong đó có cảng lớn nhất đó chính là cảng biển Quy Nhơn, và hấp ga đường sắt ở Bình Định có khoảng 8 ga. Cảng hàng không là cảng hàng không Phù Cát, giống đường bộ là gồm có đường quốc lộ và đường tỉnh lộ và các đường dân sinh nha các bạn. Đường bộ thì có tuyến lộ lớn, ví dụ tượng lộ 19, gồm 19B, 19C, quốc lộ 1A, quốc lộ 1D. Hiện nay Bình Định đã phát triển, đang xây dựng mở rộng tuyến đường ven biển, đường ven biển để phát triển du lịch. Rồi thứ hai đó chính là Bình Định đang thúc đẩy việc xây dựng nền cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Bình Định đang được làm. Đó là cái hồng tải thứ hai. Rồi ở Bình Định thì cái cảng biển quốc tế Nhơn là có vị trí chiến lược, cho nên là nó cũng được rất nhiều doanh nghiệp đến đây để mà đầu tư buôn bán, và ở tỉnh Bình Định đã có khoảng hàng trăm doanh nghiệp như vậy, cùng với logistics với hơn 8.000 lao động. Tốc độ tăng trưởng hàng năm
vận chuyển hành khách là tăng 23%, khối lượng vận chuyển hàng hóa tăng 12,3%, khối lượng luân chuyển hàng hóa tăng 15%. Đặc điểm nổi bật của giao thông vận tải Bình Định đó chính là đồng bộ, phát triển đồng bộ, kết nối vùng và kết nối cả nước rất là hay. Thứ cuối cùng đó chính là nông nghiệp, một trong những cái chính sách phát triển của chính quyền tỉnh Bình Định đó chính là phát triển các khu kinh tế, phát triển các khu kinh tế và phát triển các cụm công nghiệp. Đó là chính là khu kinh tế Nhân Hội, của Nhân Hội. Và theo Quốc hội Quy định Hội thì khu kinh tế Nhân Hội là khu trung tâm công nghệ cao thân thiện với môi trường. Rồi và cái điểm thứ hai nữa đó chính là phát triển các cụm công nghiệp. Rồi và công nghiệp Bình Định phát triển rất đa dạng với rất nhiều loại hình. Rồi, cái này chúng ta làm ha.